Bỏ máy xuống đi. Các cô kia bỏ máy xuống. Cô kia bỏ xuống. Duyên. Anh Dũng. Chị Đông đâu em? Chị Đông vừa đi ra ngoài ăn rồi ạ. Chị ăn ở quán nào? Anh gọi điện không được. Anh ra mấy quán ăn vặt ở đằng kia tìm xem. Bình thường hai chị em vẫn đi ăn với nhau. Nhưng mà tối nay em phải ở lại tập thêm với thầy ạ. Ừ, cảm ơn em. Anh Dũng. Nếu như mà không tìm được thì gọi điện thoại cho em. Em gửi địa chỉ cho. Ok. Này. Xin lỗi ạ. Đi luôn đấy à? Đứng lại xin lỗi đàng hoàng. Em xin lỗi chị ạ. Các chị. Tao tàng hình với mày đấy à? Vâng, các chị ạ. Cắt đứt từ xin lỗi của tao. Biến tất cả người. Mà mày thấy thằng đấy quen không? Phi công của con Đông đấy. Không hiểu Đông nó có cái bùa mê gì mà lắm trai đẹp theo đuổi thế. Có ai đâu mà lắm. Anh Vinh nhà mày ấy. Ông ấy chỉ chơi bời thôi. Yêu đường cái gì? Chơi cả đời. Mày. Cháu ơi, quả cháu xong rồi này. Ôi. Đi đường cẩn thận chứ. Chị ngồi tranh anh ở đấy ra ấy. Vướng là vướng. Cứ như nhà mình ý. Duyên quá cơ. Này bạn, ở đây rộng, chỉ cần bạn để ý một chút là không va phải người khác đâu. Này các cháu ơi, chị em với nhau mỗi đứa bớt nhau đi một câu đi. Đã sai là còn già mồm à? Đừng có tưởng mình là ngôi sao mà kênh kiệu đấy nhá. Sao gì? Bị bốc phốt thì mới nổi thôi. Chứ có tài năng gì đâu mà kênh kiệu. Đã thế lại còn xô ngã, cướp đi cơ hội thi đấu của chị Hân. Bảo sao? Chả biết phải trái gì cả bọn mày ạ. Cái chúng mày, lấy điện thoại ra đi. Quay thẳng vào cái bộ mặt kia kìa, cái bộ mặt xấu xa giả tạo. Không được quay. Mấy ông kia cất điện thoại đi. Không được quay, để cho bạn gái tôi yên. Sợ quá cơ. Bênh bạn gái ghê nhở. Cứ quay đây thì làm sao? Làm sao nào? Chị ơi, xinh gái mà chị ơi. Khoảnh ra đi chị ơi, fan hâm mộ mà. Khoảnh nào. Ôi kìa. Ôi chị ơi, chả có gì cả. Hôm nay nhá, cho hai người nổi nhất cái cõi mạng này luôn. Quay ra đây nè chị ơi. Chị ơi, xinh đẹp lắm mà chị ơi. Cứ xinh mà cứ giấu mặt đi nhở. Nổi tiếng mà chảnh thế. Xinh gái có mặt ra đây đi chị ơi. Ôi ôi. Ôi fan hâm mộ chị ơi. Bỏ máy xuống đi. Các cô kia bỏ máy xuống. Cô kia bỏ xuống. Em chào anh. Fan của Bảo Hân à? Tôi là anh trai của con bé. Và tôi cũng rất tiếc về trường hợp của con bé đã bỏ lỡ cơ hội thi đấu. Nhưng đây là việc ngoài ý muốn, không liên quan gì đến Phương Đông cả. Đừng vì yêu quý một người mà cư xử không đúng với người khác. Và tôi tin Bảo Hân nó cũng không đồng tình với cách cư xử thiếu văn minh của các cô đâu. Điền. Sao không? Con mày làm như nào? Cái quả này như nào? Bắt cá bằng lưới à? Không, nó dự phòng mày ơi. Mày trông hai cái gì? Trông tài rồi, trông tài rồi. 100% là cặp đại gia.